Ok, thì trong video ngày hôm trước mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách đục lỗ cái hố tủ bùn này bằng cái lệnh sweep. Thì trong video ngày hôm nay tiếp tục mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đục bằng cái lệnh blend nha. Ok, thì đầu tiên các bạn muốn đục, các bạn phải vào cho mình cái mặt rep level ở đây. Đây chính là cái mặt bằng nha. Click đục vào. Thì mặt bằng này hiện lên. Các bạn chọn vào cái tab Create. Đây. Ở đây á, nó sẽ có rất là nhiều lệnh, nhưng mà các bạn chọn cho mình đúng cái lệnh blend đây nha. Đây, click vào đây. Thì ở đây á, đầu tiên á, nó sẽ cho các bạn là tạo cái đáy trước. Thì á, mặc định của nó là nó sẽ tạo cái đáy sau, xong sau đó các bạn sẽ chọn cái đáy xong là các bạn sẽ làm đến cái top là cái đỉnh nha. Thì đây cái đáy của mình là cái đáy gì các bạn? Hình vuông đúng không? Thì mình chọn tiếp tục rectangle. Rectangular nè. Đó, chọn ở đây. Rồi các bạn lại tiếp tục vẽ cái biên dạng đáy cho mình. Ở đây cái đáy của mình là nó nằm ở đây nè. Đó. Chọn ở đây. Chọn ở đây. Rồi, các bạn lại khóa hết bốn cái ổ khóa này lại. Để khi cái đáy của mình nó thay đổi đó, thì cái biên dạng này nó cũng thay đổi theo nha. Thấy không? Chịu khó khóa lại hết rồi á. Rồi sau khi xong á, các bạn lại edit top cho mình. Đây nha. Tiếp tục edit top thì các bạn cũng vẽ cho mình một cái biên dạng hình vuông trùng với cái tham biến dài và rộng nha. Thì các bạn chọn rectangular ở đây. Chọn ở đây. Rồi tiếp tục vẽ như cũ. Và cũng tiếp tục khóa lại hết cho mình. Thì cái khối này hiện tại nó cũng đang là khối solid nha. Thì sau khi mà vẽ xong rồi các bạn chỉ thành void để mà kết là được. Sau đó bạn chọn tích màu xanh. Finish edit mode. Chọn ở đây. Là xong rồi. Bây giờ mình sẽ quay 3D cho các bạn xem. Thì lúc này làm sao? Các bạn thấy cái khối của mình không? Tự nhiên nó nhảy ở trên này nè. Rồi cái đáy này nó không trùng với cái đáy này. Thì mình phải qua cái bên mặt đứng nha. Mặt đứng của mình là back, front, left, right. Thì mặt đứng này cũng được hết. Tại cái khối này nó là hình vuông nên là nó đều. Thì đây mình chọn mặt left đi. Ở đây thì các bạn thấy cái khối của mình không? Nó đang nằm, cái đáy nằm ở trên mặt sàn nè. Còn cái đỉnh nó nằm ở trên đây. Thì bây giờ mình kéo xuống nha. Mình kéo cái đáy này xuống. Đó. Khó lại. Cái đỉnh này mà cũng kéo xuống. Trùng đây. Khó lại. Chưa trùng. Trùng đây rồi. Khó lại nha. Thì ở đây các bạn thấy một cái vấn đề xảy ra là cái mặt đỉnh á trên top này nè là nó bằng với cái mặt đỉnh của cái hố thu mình, nhưng mà cái đáy á là nó lại không bằng. Chứng tỏ là mình đang chọn cái đáy nó bị sai đúng không? Cái đáy này nó nhỏ hơn nên là mình phải quay lại cái chỗ rep level là cái mặt bằng ở đây. Đây nha. Đó. Thì bây giờ mình phải chọn cái khối mà mình edit á. Ở đây là mình phải chọn edit bay để mình sửa lại cái đáy. Cái đáy của mình nó nhỏ hơn đúng không? Vậy là cái đáy này rồi, cái đây mới là cái đáy mới đúng nè. Thì mình bây giờ mình nhấn lệnh L. Mình chọn ở đây. Thì nó hiện lên cái bảng này, gọi là cái bảng này là bảng có muốn xóa cái khóa hồi nãy không, thì mình nói chọn remove là được nha. Rồi mình cứ chọn vào là nó tự vào. Sau đó bạn khóa lại. Tiếp tục cạnh này cũng vậy. Cứ remove hết rồi khóa lại cho mình. Đó, phải chọn đúng cái đấy đó nha. Rồi, sau khi mà xong rồi các bạn nhấn finish là được. Quay 3D lại cho. Bây giờ thấy rằng cái khối của mình nó trùng với cái hố thu của mình luôn. Đó. Công việc của mình bây giờ là mình chỉ việc là đổi cái khối này từ solid sang void rồi sau đó mình kết là được. Ở đây nè, các bạn chú ý là một property này. Mình đang chọn cái khối vừa tạo đó. Thì các bạn chú ý ở đây. Cái tab Identity Data thì nó đang solid này. Nó đang solid này. Thì các bạn chuyển nó thành là void. Void này. Ok chưa? Sau khi chuyển void xong là các bạn kết cho mình là chọn cái tab modify rồi chọn kết ở đây. Kết từ cái sàn và cái khối vừa tạo. Đó, bập. Ok chưa? Thì lúc này là cái hố của mình nó đã xong rồi nè. Bây giờ mình sẽ chỉnh lại cho nó đẹp một tí là bằng vô một family tie. Rồi. Bây giờ mình sẽ chỉnh cái độ sâu của đó là 600, bây giờ mình chỉnh còn 400 thôi. Thì cái hố mình là càng lại ha. Chiều dài rộng đang là 1000, thì bây giờ mình đổi thành là 2000. Apply. Đó.
Thì có một cái nhược điểm ở trong cái hố này là cái hố này các bạn chỉ có thể tạo biên dạng của nó là hình vuông thôi nha. Nếu mà các bạn tạo biên dạng hình chữ nhật thì không được. Nên là ở đây mình sẽ gắn cái biến chiều dài với chiều rộng là bằng nhau luôn. Thì ở đây chỗ rộng là mình sẽ ghi cái chữ dài vào đây. Là sau này là mình sau khi mình add family vào trong cái dự án của mình thì mình chỉ cần nhập vào một cái đối tượng đó là chiều dài, là tự động chiều rộng nó sẽ tự nhảy theo nha các bạn. Rồi nhấn apply. Bây giờ mình nhập 1.000 này là chiều rộng của mình nó sẽ tự động nó nhảy theo 1.000. Ok chưa? Rồi. Ok các bạn. Thì lẽ ra hôm nay mình sẽ load cái family vào này vào trong project để test cho bạn luôn, nhưng mà nó có một cái quan trọng nữa, đó là cái vật liệu. Rồi thêm một cái gọi là lớp bê tông lót ở này nữa, nên là mình sẽ chưa lại video ngày hôm sau nha. Rồi, bye bye, hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo của mình nha.